chào cả nhà có khỏe không? Và hôm nay đó là ngày nghỉ của Hữu Thiện, cho nên đó là Hữu Thiện muốn đưa cả nhà đến vùng ngoại ô của thành phố Chicago. Vì hôm nay đó là Hữu Thiện đưa cả nhà đến thăm những cái tòa nhà, những cái building và những cái tòa nhà cao chọc trời ở trung tâm thành phố Chicago. Thì hôm nay đó là mình sẽ trải nghiệm một cái cảnh vùng quê, vùng ngoại ô của thành phố Chicago. Thì ở đây là ngoại ô của thành phố Chicago, chỉ cách trung tâm thành phố chỉ hơn 1 giờ lái xe. Đó. Và Hữu Thiện đang đứng trước đó là nông trại, là cà chua, bắp và hoa hướng dương. Đó. Để Hữu Thiện quay cho cả nhà mình xem nha. Cà chua, bắp, hoa hướng dương, những cánh đồng bao la rộng lớn luôn. Đây là vùng quê của thành phố cả nhà. Mình về thấy vùng quê thì rất là yên bình luôn. Ở vùng ngoại ô này, cảnh vật rất là yên bình. Cái nhịp sống thì cũng không có hối hả như ở trong thành phố. Trong thành phố thì mình hối hả, mình đi làm tất bật, bận rộn. Mình về cái vùng ngoại ô thì thấy người dân ở đây họ sống với nhịp sống cũng không có hối hả, không có bận rộn cho lắm. Có những cái cánh đồng trải dài cũng rất là đẹp luôn. Mình đi trên đường á, thấy có những cái cánh đồng bắp, cánh đồng ngô và cánh đồng cà chua luôn, rất là đẹp. Nhưng mà ở trên đường mình không có tiện ghé. Bây giờ thì mình sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Cảnh ở vùng ngoại ô thì rất là đẹp luôn. Bãi đổ xe thì ở đây, thì bây giờ mình đi vào bên trong. Cánh đồng hoa hướng dương, quẹo trái. Ở Mỹ mình đi đâu cũng thấy họ trồng hoa rất là đẹp luôn. Mà hôm nay mình về vùng ngoại ô nữa, mình sẽ quay cánh đồng hoa hướng dương cho cả nhà mình cùng xem nha. Cánh đồng hoa hướng dương, rất là nhiều loại hoa luôn. Thì Hữu Thiện đi cùng với em của Hữu Thiện. If you're not wearing it, just like hold on to it in case someone asks you. Yeah, you're welcome. Thank you. You're welcome. Enjoy. Thank you. Mình vào trong đây thì mình book ở trên mạng. Vào đây cái đưa cái vé này thì mình đeo vào tay thôi. Đeo em đeo cho. Là xong rồi đó. Rất là rộng lớn cả nhà ơi. Ở bên Việt Nam ở Tiền Giang á, thì Hữu Thiện có đi cái vườn hoa mãn Đình Hồng, rất là rộng lớn luôn. Nhưng mà qua đây thì mình quay cho cả nhà mình xem cái vườn bên đây, cái nông trại bên đây rất là đẹp luôn và rất là rộng lớn. Ở đằng xa xa có cái vườn bắp nè, rộng lớn mênh mông luôn. Mình về cái vùng quê thì thấy nhà cửa thì thưa thớt mà đất cũng còn rộng lớn lắm, rất là mênh mông luôn. Cho nên mình về cái vùng ngoại ô thì chi phí thì nói chung nó rẻ hơn ở thành phố. Ở đây như những cái kho, hai bên những cái kho. Phía trước đó, bên phải đó là cánh đồng cái bí rất là bự luôn. Wow, pumpkin, trái bí quá trời bự luôn cả nhà ơi. Trái bí rất là to luôn, siêu to siêu khổng lồ luôn. Những cái trái bí này mà tới cái lễ hội Halloween á, họ khắc họ trang trí rất là đẹp luôn, đẹp quá. Những trái bí to ơi là to luôn cả nhà. Cái này mà tới cái lễ hội Halloween đó, họ trang trí đẹp lắm, họ cắt hình này hình kia rồi. Nó biết khổng lồ luôn. Quá trời luôn. Cả nhà thấy có những cái biết rất là bự luôn, cái biết khổng lồ luôn cả nhà. Siêu to luôn. Ôi ơi, nó nặng kinh không nổi luôn cả nhà ơi. Thì những cái trái bí này á, khi mà cái lễ hội Halloween đó là vào ngày 31 tháng 10 thì họ dùng những cái trái bí này nè, họ cắt, họ trang trí rất là đẹp luôn, những cái hình tạo hình rất là đẹp, rất là nặng luôn. Những cái trái này mình ôm không nổi luôn á. Cả nhà xem là cả một cái vườn bí luôn. Ở đây bí bên đây trái nó rất là to luôn, quá trời to luôn cả nhà ơi. Pumpkin siêu to siêu khổng lồ luôn. Đây là trái bí siêu to siêu khổng lồ, rất là to lớn luôn, đẹp quá, rất là nhiều luôn. Những cái trái màu này thì đã già rồi, những cái trái non ở bên trong này. Thấy những cái trái non thì nó còn nhỏ, đây là những cái trái còn nhỏ này cả nhà, những cái trái non. Còn cái trái này thì siêu bự luôn nha cả nhà, xem nè, rất là nặng luôn á. Một trái bí như thế này á là tầm khoảng 10 mấy ký cả nhà, mình ôm rất là nặng luôn, rất là đẹp. Cái này mà tới Halloween á trang trí rất là đẹp luôn. Giờ họ đang trồng dâu strawberry nhưng mà nó còn nhỏ. Quá trời lớn luôn. Đây mình tới cái cánh đồng hoa hướng dương rồi cả nhà. Giờ thì mùa hè thì mình có thể đi được tới chừng mà mùa đông lạnh mình đâu có thể quay mấy cái cảnh này cho cả nhà mình xem được. Cho nên mình cũng tranh thủ những ngày nghỉ như thế này, mình đi về ngoại ô để mình quay những cái cảnh cánh đồng cho cả nhà mình cùng xem. Đây, bây giờ mình sẽ đưa cả nhà vào tham quan cái cánh đồng hoa hướng dương nha. Mình về vùng ngoại ô có những cái khuyến cáo là giữ khoảng cách xã hội 6 feet, yêu cầu đeo khẩu trang và khi mà đứng gần nhân viên hoặc là đứng gần người du khách đến đây. Luôn có khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng khi mà đến những nơi như thế này. Xung quanh thì họ tạo cảnh để cho mình chụp hình, có những cây dù để cho mình ngồi. Ở đây mình uống nước rộng mênh mông luôn cả nhà. Có những cái xe cổ này. Rất là beautiful luôn. Cánh đồng hoa hướng dương, xin mời cả nhà mình cùng đi vào nha. Rất là đẹp luôn. Vì đang thời điểm mùa hè cho nên nó là hoa nở rất là đẹp luôn. Những con ong siêu bự luôn, không biết có chích không nữa. Những chú ong này quá trời bự luôn. Họ trồng rất là đều luôn, hàng bên đây cao, hàng thấp, hàng cao, nó trồng rất là đều. Không được ngắt qua. Những cái hàng thấp, hàng đều, thấp là theo thấp hết luôn, rất là đều, rất là đẹp cả nhà ơi. Hai anh em Hữu Thiện đi vườn hoa hướng dương nè, đẹp không cả nhà. Và em gái của Hữu Thiện cũng mặc cái đầm màu vàng nữa, màu hoa hướng dương luôn, tông sẹt tông luôn nghe bé Phương, rất là đẹp luôn. Đó là lý do tại sao em lựa cái đầm này đó. Rất là đẹp luôn, tông sẹt tông luôn. Ở bên Việt Nam á, ở Tiền Giang có cái vườn hoa mãn đình hồng cũng rất là lớn luôn, trồng hoa rồi. Hôm nay Hữu Thiện qua đây đi cái vườn hoa này, hoa hướng dương ở Mỹ rất là đẹp, những bông hoa rất là đẹp. Mình đi mình thấy á, là họ trồng theo luống, hàng thấp theo hàng thấp và hàng cao theo hàng cao. Wow, đều tạo cho mình một cái cảm giác vô đây rất là đẹp luôn, đúng không bé Phương? Đứng ở đây được nè, rất là đẹp. Anh chụp không? Ừ? Anh chụp không? Anh chụp cho cưng. Đi. Đẹp quá, hoa hướng dương đẹp quá. Bây giờ mùa hè mình còn đi chứ tới mùa đông rồi đâu có đi hết. Cái vườn này nó mở trong mùa hè thôi, nhưng mà nó mở tới 25 tây là còn mở tới 27 là còn 2 ngày nữa là bắt đầu nó không có cho vô để chụp nữa. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Đúng rồi. Wow. Tại vì nó nóng quá thì cũng không được, mà nó mưa thì cũng không được. Ừ. Nở rộ trong vòng 2 tuần thôi. Đúng rồi, nó chỉ nở trong vòng 2 tuần thôi. Cho nên mình canh cái thời điểm mình đi phải không? Nó sẽ bị héo, wow. Nó héo xuống. Như em Hữu Thiện vừa nói là cái vườn hoa này chỉ nở rộ trong vòng 2 tuần thôi. Cho nên mình canh cái thời gian mình đi, cái thời điểm này là thời điểm đẹp nhất. Đúng. Hôm trước thì Hữu Thiện đã định đi một cái vườn hoa hướng dương khác nhưng mà họ đã đóng cửa rồi. Và em gái Hữu Thiện là đã tìm một cái vườn hoa này, cứ nói tìm cái vườn hoa này chỉ còn 2 ngày nữa đóng cửa hả Phương? 2 ngày nữa là đóng cửa. Rất là may mắn luôn cả nhà ơi, chỉ còn đúng 2 ngày là đóng cửa, cho nên nó là Hữu Thiện kịp quay được cái vườn hoa hướng dương này cho cả nhà mình cùng xem nè, rất là đẹp. Là anh đố cưng nha, mình đi vô đây cái vườn hoa hướng dương mà anh đố cưng tại sao gọi là hoa hướng dương, cưng mà nói đúng anh thưởng cưng. Tại vì nó mọc xong rồi cái hoa mọc này nó hướng về hướng mặt trời. Đâu hướng mặt trời đâu? Hướng mặt trời ở trên đầu em nè, tại vì nắng quá nè. Tại vì bây giờ nó đã là trưa rồi cho nên là đứng bóng rồi cả nhà. Đúng rồi, em nói đúng rồi. Hoa hướng dương thì mọc luôn hướng về mặt trời. Và ý nghĩa đó là đúng không? Và cái ý nghĩa là nó cũng rất là hay. Cái bông hoa này đó là nó vươn mình trong nắng mai, nó vươn mình trong nắng, coi như là một cái sự mà cố gắng để mà vươn lên. Họ chặt bỏ này cưng. Có cái nào tàn rồi họ bỏ ra một cái vé vào cổng á để mình tham quan ở cái cánh đồng hoa hướng dương là 8 đồng, 8 đồng không cưng? 8 đồng. Mình 8 đồng để mình. 8 đồng mà chưa có cộng thuế nữa, cộng thêm thuế nữa. Thế chắc cỡ đồng luôn quá. Giờ cũng mấy chục sen. Mấy chục sen. Ở bên đây thì cái gì cũng thế hết, và nhiều loại hoa luôn, hoa hướng dương mà cũng có nhiều loại nữa. Nè, cả nhà xem nè, cái bông hoa này cũng rất là đẹp luôn. Rất là nhiều loại hoa. Trời, còn cái này nó mất cái đầu rồi. Chắc nó cắt cái bông rồi. Nó héo quá đó. Đâu cưng đứng đây coi, nhìn cưng giống như cái bông hoa hướng dương luôn. Rất là đẹp luôn, đứng sát các bạn. Trời này nó ngay luôn. Tông sẹt tông luôn. Rất là đẹp luôn. Ui. Nó không chích đâu cưng ơi. Ông này nó lo hút mật không mà, nó không có hít con người. Nó mềm. Em gái Hữu Thiện mặc nguyên cái đầm màu vàng, tông sẹt tông với bông hoa hướng dương luôn, rất là xinh gái luôn. Qua đây không? Có nhiều loại hoa hướng dương lắm. Con ong to đùng luôn cả nhà kìa nè. Ông chỉ mãi mê hút mật thôi à. Hoa hướng dương đủ sắc màu ở trên rất là đẹp. Những cái bông hoa mà khi mà tàn rồi á thì chủ vườn họ cắt bỏ này cả nhà. Bông hoa này tàn rồi. Ở đây là những cái hộp hướng dương nè, để mình lấy cho cả nhà mình xem nha. Cái này thì cái bông hoa tàn rồi, chủ vườn họ cắt rồi chứ không phải là mình ngắt đâu. À, cái hộp hướng dương nè, cái hộp hướng dương mà mình cũng rất thích ăn hộp hướng dương luôn. Mình đi làm thường mua cái hộp hướng dương vào chỗ làm bấm mình ăn tách tách, nó có nhiều hương vị lắm. Họ chế biến hương vị dừa rồi rất là thơm luôn. Những cái hộp nó rất là đẹp luôn. Cái bông này thì tàn rồi. Trong đây á, mình đi á, họ tạo cảnh á, có những chỗ mình chụp rất là đẹp luôn. Nhưng ở đây nè, đây chỗ tạo cảnh nó cho du khách tới đây chụp hình, đứng ở đây tạo cảnh chụp hình rất là đẹp. Sunflower nãy giờ Hữu Thiện thấy rất là nhiều du khách tới đây đứng chụp hình và tạo cảnh ở đây rất là đẹp. Du khách cũng rất là thích thú chụp hình luôn đó, tạo cảnh rất là đẹp. So nice, so beautiful, so romantic. Yeah. Appreciate so much. Thank you. Yeah, you're welcome. Oh, where did you get that? Outside? Outside. I purchased it there. Oh. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah, enjoy it. Thank you. Appreciate it. Yeah, thank you. Oh, you're back, babe. Ở đây có cái xích đu nè. để tạo hình cho du khách đến đây chụp hình. Rất là đẹp luôn, rất là lãng mạn luôn. Đó, mình nghe tiếng chim hót nữa. Nãy giờ mình đi chưa hết cái cánh đồng hoa hướng dương nữa cả nhà, rất là rộng lớn luôn. Mình đi trong đây giống như cái mê cung cả nhà. Mình đi theo cái con đường mòn, vòng theo con đường bên đây nói liền với con đường bên kia. Họ trở về vị trí cũ. Mình đi mà mình mãi mê ngắm hoa, hồi mình không biết đường ra luôn. Có những cái con đường mòn đó. Mình theo con đường mòn, họ trở về cái con đường cũ nè. Có cái lối mòn đi cũng rất là đẹp luôn. Hoa hướng dương đủ loại hoa sắc hết, khoe sắc dưới ánh nắng rất là đẹp. Chỉ có mùa hè này thì mình mới tận hưởng được cái vẻ đẹp của hoa hướng dương, ương mình trong nắng. Đây con đường bên đây, đi theo con đường này. Cánh đồng này rất là lớn luôn. Ở đây cũng có chỗ để mình đứng mình chụp hình nữa, tạo kiểu để mình đứng đây mình mở cửa ra mình chụp hình. Giống như mình mở cửa ra thấy cái cánh đồng hoa hướng dương vậy. Rất là đẹp. Ong bướm, nghe chim hót líu lo luôn. Hôm nay Hữu Thiện đi thì trời nắng rất là đẹp, những cái bông hoa nó nở ương mình trong nắng rất là đẹp luôn. Có những cái chú ong tìm hoa hút mật nè, con ong bên đây rất là to luôn, hút mật. Thấy ong đây cũng rất là hiền nữa, mình quay gần luôn rồi cũng mấy con ong chỉ lo chú ý hút mật không à, không có chú ý tới con người luôn. Rất là đẹp. Những cái bông hoa này nó còn búp mà nó chưa có nở này cả nhà. Rồi có những cái bông hoa nó nở to đùng luôn, rất là đẹp. Bông hoa này bắt đầu nở, mình thấy bông rồi. Có những cái bông hoa này nó nở to đùng, to ơi là to luôn. Nó to gần bằng cái mặt của mình luôn á. Rất là đẹp luôn. Bông này to ơi là to luôn. Đẹp lắm cả nhà ơi. Có những cái cây hoa hướng dương mà cao gần 2 thước luôn, hơn 2 thước cả nhà, rất là cao luôn. Cao khỏi đầu mình luôn. Rất là tốt luôn, cây nào cũng mập hết. Ở đây có chỗ để mình chụp hình nữa nè. Vườn hoa hướng dương rộng lớn luôn. Ở bên đó là đường xe chạy, giống như cách biệt với quốc lộ luôn. Đường ống nước để tưới nè. Bên kia còn cánh đồng họ chuẩn bị họ trồng cây gì nữa đó. Quá trời lớn luôn, mênh mông luôn. Đi nãy giờ hơn nửa tiếng mình mới ra khỏi được cái cánh đồng hoa hướng dương. Mênh mông luôn. Gió mát quá. Ồ đẹp quá. Ở đây có hàng cây thấp cây cao, rất là đẹp luôn cả nhà. Lên tới đây là mình ra khỏi được cái vườn hoa hướng dương rồi cả nhà. Rất là đẹp luôn. Rộng lớn, mình đi nãy giờ hết một vòng ở cánh đồng hoa hướng dương. Thì cái vườn hoa hướng dương này của ông Thơm từ năm 1957. Cái nông trại hoa hướng dương này, nông trại trồng cây hướng dương, cà chua, bí từ năm 1957. Thì xung quanh đó là có những cái xe để phục vụ cho làm vườn, như xe chở gom nè, ống nước, hệ thống nước tưới cho cái nông trại ở đây, và có những cái xe công nông rồi để phục vụ cho việc làm vườn ở đây. Cái công việc làm vườn bên đây là làm việc bằng máy móc hết. Mình thấy là đi nãy giờ thì hầu như là nông dân ở đây họ làm việc bằng máy móc hết cả nhà. Đây là họ đi cái đường ống nước tưới nè, họ ráp vô họ đi cái đường ống nước tưới. Bên đây là những cái xe rơm nè. Ở đây có những cái bàn để mình đi mệt mình ngồi mình nghỉ ngơi. Ở đây có cái chiếc xe cổ nè. Cái xe này chắc của ông Thơm quá. Và bây giờ Hữu Tiện xin mời cả nhà mình đi vào bên trong cửa hàng sâm Palau ơi. Này, xà phòng, cái bánh xà phòng vậy nè cả nhà, rất là thơm luôn. Một cục xà phòng như thế này là 8,99 đồng. Cái bình hoa hướng dương rất là đẹp luôn. Cái bình hoa như thế này đó là 12 đồng. Rất là đẹp. Trong đây thì có các loại bánh. Cái bánh hoa hướng dương rất là đẹp luôn cả nhà ơi nè. Trái dâu nè, trái dâu rất là to luôn cả nhà ơi. Trái dâu to ơi là to luôn. Trái dâu mà một hộp như thế này là 6,49 đồng. Một hộp nha. Vâng, video của Hữu Tiện đến đây xin tạm dừng. Nếu như cả nhà xem qua, thích video này thì cả nhà nhớ bấm đăng ký kênh Hữu Tiện Vlog, bấm like và để lại comment bên dưới như là động lực cho Hữu Tiện để đi về vùng nông thôn của Mỹ để quay những cảnh như thế này cho cả nhà mình cùng xem nha. Vâng, Hữu Tiện xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Thank you for supporting your local farm.